Cô chào các bạn học sinh lớp 7. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong tiết học ngày hôm nay. Lần trước thì chúng ta đã đi tìm hiểu một tiết của bài yêu thương con người rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 2, yêu thương con người. Và trước tiên thì cô kiểm tra bài cũ. Câu hỏi của chúng ta câu 1, thế nào là yêu thương con người? Chúng ta có thể trả lời yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Câu 2, em hãy nêu những hành vi, việc làm thể hiện lòng yêu thương con người. Và câu 3 là em hãy nêu những hành vi, việc làm không thể hiện lòng yêu thương con người. Với những hành vi, việc làm thể hiện lòng yêu thương con người, thì chúng ta có thể kể ra những công việc như chăm sóc bố mẹ khi đau ốm, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, giúp đỡ bạn nghèo, dắt của cụ qua đường hay giúp bạn bị tật nguyền, vân vân, rất nhiều việc em có thể kể ra. Còn với những việc làm, hành vi không thể hiện lòng yêu thương con người, chúng ta có thể kể tới như giúp đỡ người khác và mong người khác giúp lại mình, tức là mình làm ơn nhưng mình lại muốn người ta phải trả ơn. Hay là lạnh nhạt thờ ơ trước đau khổ của người khác, chế giễu người tàn tật hay là bao che cho kẻ làm điều ác. Thì đây là những việc làm, hành vi không thể hiện lòng yêu thương con người và chúng ta cần lên án nhé các bạn. Đây, cô cho các bạn coi lại một số hình ảnh thể hiện việc yêu thương con người. Lần trước chúng ta đã được coi rồi đó. Còn đây là những hình ảnh giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong đợt dịch Covid. Còn đây là những hình ảnh trái với lòng yêu thương con người, là những hành vi chúng ta nên lên án. Những hành động này là những hành động không có tình thương. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta trả lời cho cô câu hỏi, đó là lòng yêu thương con người nó khác với lòng thương hại như thế nào? Các bạn cần phân biệt cho cô rõ ràng lòng yêu thương con người và lòng thương hại. Lòng yêu thương con người thì xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư và trong sáng, và nó sẽ nhằm nâng cao giá trị của con người. Còn đối với lòng thương hại thì nó sẽ xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, và lòng thương hại này nó sẽ hạ thấp giá trị của con người. Do đó cho nên lòng yêu thương con người thì thấy rằng rất cần để phát triển, còn lòng thương hại thì chúng ta không nên. Câu hỏi tiếp theo, vì sao chúng ta cần phải yêu thương con người? Bởi vì khi yêu thương con người thì chúng ta mới được người khác yêu thương lại, có cho đi thì mới nhận lại, đó là cái quy luật của cuộc sống. Cùng nhau đi sang phần 2 nhỏ ý nghĩa. Người có lòng yêu thương sẽ được mọi người quý mến, kính trọng. Và đương nhiên trái lại, với cái người không có lòng yêu thương con người thì sẽ không có được mọi người quý mến rồi, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần bài tập vận dụng. Rồi, cô có một câu ca dao, đó là bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Và các bạn sẽ giải thích cho cô câu ca dao sau. Bầu bí là vốn là một loại cây có mối quan hệ gần gũi về mặt sinh học vì nó cùng có họ, và cái ý nghĩa trong câu ca dao này đó là để nói về những con người trong cùng một dân tộc, ví dụ như dân tộc Việt Nam chúng ta, tuy là bầu với bí thế nhưng chúng ta là những người có mối quan hệ gần gũi với nhau. Dàn biểu tượng cho sự tương đồng về mặt không gian địa lý cùng một đất nước và tương đồng về mặt văn hóa. Và câu ca dao bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, dùng những hình ảnh có tính chất biểu tượng, mượn một quy luật trong tự nhiên để nói về tinh thần đoàn kết dân tộc. Mỗi con người Việt Nam tuy khác nhau nhưng đều sinh sống trong một đất nước. Và chúng ta đã học về sự tích con rồng cháu tiên rồi đúng không? Tất cả chúng ta đều chung một cái bọc trứng của mẹ Âu Cơ.
cha là phu quân và chúng ta uống chung suối nguồn văn hóa truyền thống thì chúng ta cần phải biết yêu thương lẫn nhau, hòa thuận và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tiếp theo, ngoài những cái câu ca dao tục ngữ đó thì chúng ta còn rất nhiều những câu ca dao khác. Ví dụ như bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, thì thương người như thể thương thân, nhường cơm sẻ áo, máu chảy ruột mềm, hay ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, vân vân, rất là nhiều. Chúng ta có thể tìm thêm cho cô rất là nhiều các câu ca dao tục ngữ về yêu thương con người nữa. Về hình thức học tập thì đối với bài học này thì chúng ta cần học thuộc cho cô nội dung bài học, sưu tầm cho cô ca dao tục ngữ về yêu thương con người và các bạn chuẩn bị cho cô bài học tiếp theo, đó là bài 7 tôn chư trọng đạo. Như vậy, tiết học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô chúc các bạn học thật là tốt và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học tuần sau. Chào các bạn.